Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tutiyampi Sanghang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thế sanh ca hanang pa re pon nang phép vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Pa na te pa ta ve ra ma ne se kha ba đang sa ma de ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự sát sanh. Adiyana dana veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame somechachara veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musavada veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rajamacha pamadathana veramane sekha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamach chappa ma dathana ve ramani sikha padang samadhiyami.
Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Himani panchasikhabadane satukang katwa apamadena nechakalang sammarakitapang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các văn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Sĩ lê na su kiệt tinh danh tí các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na niệp phật tinh danh tí các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma si lăng vi so tha dê bởi các cái nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa rú sa rú sa rú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa đạo tràng. Xin đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamange na vande hang padapam suvaruttamang putteyo kalito doso putto kamatutang mamang Uttamange na vande hang Dhamman chattu vidang varang Dhammeyo kalito doso Dhammo kamatutang mamang Uttamange na vandehang Sangan chattu vidho tamang Sangeyo kalito doso Sango Kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đến lễ ba ngôi tam bảo, con kính tri ân sư Pháp Trang một lần nữa đã truyền tam quy và ngũ giới chúng con. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nguyên như xin sa thú anh Mỹ đã thay đạo tràng để xin giới cùng với chư tăng và con xin thay đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Sa thú sạch. Và bây giờ thời nguyên như xin kính mời chư vị cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma Sambuddhassa Brahma Jaloka Thipati Sahambati Gatan Jali An
thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha san tam pa ra chak kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân sùa tân cha bần thăng a phi thầm mà chấm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đành đắng ba bố tha này ye ba ri sa ya man che e wang sa ham ba ti brahma pha ga wang tang a ya cha tha tuân hi phà quê nà tăng bù thô ca ruộng nhê na thi hoa sa ya tân ha hoa ya ba đê na mi ga đa yang ta tô ga tô bần cha hoa ya đa yô nây dê a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang an tha sin tha kam te na sa tu a yo phan le Se tu tham ma de sa nang sam ba yi tha pa ri sa ya anu kam bam bi ka ta we nak mo buddha ya nak mo thamma ya nak mo sangkha ya và con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp thanh có thể đăng đàn để thử âm thanh trước khi mà chị Nguyên Trân hoặc là chị Hà có thể đọc chánh kinh cho ngày hôm nay. Và Nguyên Như con xin kính thỉnh sư pháp thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy giá ma giá nam mô Sang gia giá kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Chúng ta học tiếp cái Ngạo Quỷ Sự bài thứ 49. Và bây giờ mời cô Nguyên Trang hoặc là cô Hà quan hỷ đọc phần chánh kinh. Và sau đó sư sẽ chia sẻ thêm và giảng giải thêm những phần chi tiết. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư pháp thanh, con kính đảnh lễ sư pháp tràng và con kính đảnh lễ sư tâm, con chào đạo tràng. Dạ, có nghe rõ âm thanh của con chưa ạ? Hello. Dạ, 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 cảm ơn anh Giang. Dạ, con xin đọc chánh. Truyện thu góp tài sản Bogasamharana. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm, bốn nữ nhân tại Vương Xá dùng nhiều phương tiện gian dối buôn bán sữa lạc, mật ong, dầu mè, ngũ cốc và nhiều thực phẩm khác. Suốt đời họ chỉ lo thu góp của cải một cách ngu si, và vì vậy sau khi chết, họ tái sanh làm bầy nữ ngạ quỷ trong ống cống ngoại thành. Ban đêm, bầy ngạ quỷ chịu mỗi thống khổ ngập tràn, thường điên quẩn vừa thét lên những tiếng khủng khiếp vang dậy, vừa than khóc.
ta đã góp thu lắm bạc vàng, công bằng cùng với chẳng công bằng. Khi người khác hưởng bao tài vật, phần chúng ta nay thật thảm thương. Khi dân chúng nghe chuyện này, họ vô cùng kinh hoảng, và sáng hôm sau liền đem nhiều lễ vật cúng dường đến hầu cận Đức Thế Tôn, rồi trình lên Ngài tiếng hét kia. Ngài lại ngâm vần kệ của bầy ngạ quỷ và kể chuyện chúng đóng trước ra sao. Dạ thưa sư, con đã đọc phần chánh kinh ạ. Con xin trao bút lại cho sư giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì trong cái phần chánh kinh thì quý vị thấy rằng ở một cái kinh thành ở Ra Chá Cái Há thì có những cái người buôn bán, nhưng mà những cái người này buôn bán không có chân chính, không có thật thà. Họ buôn bán bằng cách lường gạt những cái người khác để có được nhiều cái lợi lộc, nhiều cái tài sản. Nhưng mà rồi sống với cái tâm gian dối để được nhiều tài sản. Cái tài sản tích cóp lại đó, thì sau khi thân hoại mạng chung, bỏ lại để cho thân bằng quyến thuộc, con cái rồi nó hưởng. Nhưng mà những cái bất thiện thì nó khiến những cái người này rơi vào cái cảnh giới khổ đau, tái sanh trong cái loài ngạ quỷ, chui rút ở những cái nơi bẩn thỉu, dơ bẩn, đói khát. Thì khi mà hiểu biết được đó, khi mà đối diện với những cái quả xấu mà mấy năm nay mình đã gieo, đến bây giờ á mới hiểu biết được, thì những cái ngạ quỷ này đó mới lên tiếng, lên xiết than khóc. Thì những người dân ở cái kinh thành ấy, những người mà sáng người ta hay thức dậy sớm để làm những cái công việc, thì người ta mới nghe những cái tiếng khóc than lên xiết này đó, người ta đâm ra người ta sợ. Sợ thì có những người sáng đó họ đến tịnh xá, đem đến những cái vật dụng để cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi dân cúng xong rồi đó, họ mới trình bày với Đức Phật về cái nỗi sợ hãi khi mà họ nghe những cái âm thanh kinh khiếp. Họ sợ cho nên họ mới đến đảnh lễ và hỏi Đức Phật về những cái nguyên nhân những cái âm thanh này. Thì Đức Phật mới biết được đây là những cái tiếng than gian khổ đau của những cái người trước kia buôn bán mà với cái tính cách là không chân thật, lừa gạt, gian dối để có những cái tài sản. Cho nên bây giờ họ uất ức, họ đang sống ở trong những cảnh giới khổ đau, họ kêu than để giải thích cho họ an tâm. Họ thì Đức Phật mới nói là những cái âm thanh đó không có gây tổn hại gì cho họ đâu. Nhờ đó mà họ hiểu biết và không còn sợ những cái âm thanh ghê rợn đó. Thì ở đây quý vị biết rằng những cái người mà buôn bán, có những người thì cũng làm ăn chân chánh, đàng hoàng. Nhưng mà có những người đó, vì cái lợi lộc, ta nói rằng tiền tài che mờ lý trí. Cho nên là người ta dùng những cái thủ đoạn không có chân chánh để mà lừa gạt người khác.
Thì hồi trước kia ở cái xóm nhà sư ở đó thì cũng có những cái người mà người ta buôn bán gạo. Thì gì biết mà cái thời mà sau giải phóng cỡ 77 78 á, thì lúc đó là bán gạo mình gạo lậu, tức là những người này họ đi lên trên những cái vùng thôn quê như ở Cây Lậy, Cái Bè rồi đó, hoặc là về dưới Gò Công chợ gạo đó, họ mua xong rồi đem về họ mới bán lại. Thì có một cái cô này nè, cổ có cái tài cổ đâm gạo rất là hay, cái tay cũng đông lẹ lắm nè, mà đông rất là nhẹ cho nên là mấy bà mà chủ mà bán đó, thì mướn cái cô này, mướn cô này đông cho người ta đông vừa đông nhẹ tay mà lại còn ăn gian nữa tức là nếu mà những cái người nào mà biết á, mà nháy mắt mà gì ra hiệu với cổ á, thì cổ đông còn đàng hoàng chút. Còn nếu mà những người nào mà cái người chủ gạo mà bán đó mà đã giấu với cổ á, là cổ đông là thí dụ như 10 lít gạo á, là mất ít lắm là cũng phải là cỡ nửa lít. Đó là coi như là đông đông bằng cái kỹ thuật rất là nhẹ nhàng khéo léo đó nha, là mất cỡ đó. Còn nếu mà gian dối á, thì cổ đông khoảng chừng 5 6 lít đó là cái đông từ cái miệng, rồi cái khoảng là 1 2 lần đó là cổ lật cái đít lại cổ gạt nha, rất là nhanh cho nên là nhờ cái thủ thuật mà khéo léo gian dối vậy đó thành ra mấy cái bà mà buôn bán gạo á, mướn cô này đông thì cô ta cũng bị gì không biết cái đó là cái sự gian dối trong buôn bán mà chính mình á, mình tạo cái ác nghiệp của chính bản thân mình rồi cứ thế mà cô ta buôn bán trong nhiều năm rồi trong hồi đó sư đi học thì cũng có đọc những cái cuốn sách mà nói về cái chuyện xưa tích cũ, là cái cân thủy ngân là cái sự tích mà cái con cá gọi là con cá cá nược sự tích về thủ hồn. Thì ông này hồi xưa là cũng một cái người buôn bán ở một cái kênh thành Trù Phú nhưng mà khi mà ông ta khá giả rồi đó, thì ông ta nghĩ bây giờ nếu mà mình buôn bán mà thật thà đàng hoàng thì khó mà giàu lắm cho nên là hai vợ chồng mới mưu bài mưu tính kế. Thì ông ta khi mà khá giả rồi, ông ta cũng giống như là mở một cái đại lý những cái thương buôn từ phương xa mà chở hàng bằng thuyền đi tới cái kinh thành đó, thì ông ta sẽ mua hết ông ta mua hết rồi ông ta sẽ bán lại như vậy đó. Cho nên là tất cả những cái ghe, những cái lái buôn đó đến kinh thành thì ông ta cho những cái người đầy tớ ra đón tiếp, mời đến cái cửa hiệu của ông ta, rồi đãi đặng cơm nước trà rượu đồ rất là đàng hoàng rồi hai bên mới thỏa thuận buôn bán với nhau thì ban đêm ông ta cho những cái người đại tớ của mình phục vụ
cho mấy ông này ăn uống, bắt đầu phục rượu uống cho say. Sau khi mà uống say rồi đó thì bắt đầu ông ta mới đem những cái vàng bạc rồi của mình đem xuống dưới những cái ghe của thương buôn này đó, giấu ở dưới, giấu ở dưới. Sáng ra khi mà cái người chủ mà tỉnh lại đó thì ông ta mới cáo là hồi hôm là ông ta mất trộm bao nhiêu vàng ngọc rồi gì đó. Ông ta nói là ông ta nghi là cái ông lái buôn này là lấy, mời quan rồi tới, mời quan tới xong cái bắt đầu làm giấy, làm giấy thì mấy cái người lái buôn này thì ở phương xa tới đâu có biết cái thủ đoạn xấu xa của ông này, cho nên là làm giấy cam kết nếu mà bây giờ á mà ở dưới ghe dưới thuyền của tôi mà có dấu mà chất số vàng bạc của ông này á thì tôi sẽ thu hết tất cả cái số hàng hóa ở trên thuyền của tôi và tôi ở lại làm đầy tớ cho ông này trong vòng mấy năm á. Đó thì với cái thủ đoạn đó ông ta chiếm đoạt tài sản của những người là lái buôn rất là nhiều, trở nên là giàu có. Thì cũng có một cái người lái buôn cũng bị cái tình trạng đó rồi ở lại làm đầy tớ cho ông, nhưng mà ông này còn một cái người vợ ở dưới quê thì ông ta ở làm đầy tớ cho cả ông này một thời thủ buồn một thời gian á, ông ta mới viết thơ về cho bà vợ, biểu bà vợ là hả bán hết đất đai ở dưới quê rồi mua một chiếc thuyền rồi sắm sửa đồ đạc buôn bán đi lên cái kinh thành đó. Và khi mà đi á thì mướn theo một cái người mà làm nghề thợ bạc, tức là mấy người mà làm vàng bạc rồi đó, rồi đem theo đầy đủ các cái dụng cụ. Người vợ thì nghe tin chồng mình đi buôn bán bị mất hết tài sản, bây giờ phải làm đầy tớ cho người ta. Bây giờ ông chồng sao cũng viết thơ về cũng biểu vậy thì người vợ cũng biết, cho nên là ông chồng biểu sao thì người vợ làm vậy. Thì sau khi mà cái chiếc thuyền buôn này nó đi tới cái kinh thành đó thì thủ buôn cũng dùng cái thủ đoạn như vậy, nhưng mà cái người đầy tớ là cái người chồng nó có biết, đã biết trước rồi. Cho nên khi mà tối á, thủ buôn mới biểu cái anh này đó đem số vàng xuống dưới cái chiếc thuyền buôn này là giấu dưới. Thì anh này anh mới nói cho bà vợ anh biết, rồi lấy những cái người mà người thợ bạc mà đi theo đó mới đem cái dụng cụ mới nấu vàng thành thỏi hết. Thì cũng vậy, đến sáng thì thủ buôn cũng cáo là mất vàng, rồi cũng làm giấy cam kết nếu mà bây giờ á mà xét mà có số vàng của thủ buôn mà dưới cái thuyền buôn đó thì cái người mà lái buôn thì phải chịu mất hết của cải, còn nếu mà không có đó thì thủ buôn cũng sẽ mất hết cái tài sản và cũng sẽ làm đầy tớ lại. Thì hai vợ chồng cái người này đã chuẩn bị trước hết rồi, tẩu tán và nấu cái vàng nữa chảy ra thành thỏi rồi. Cho nên khi mà quan lính xuống khám xét cái chiếc thuyền này đó thì không có, cho nên là theo cái giấy mà cam kết thì bây giờ thủ buôn phải mất hết tài sản nhà cửa và phải làm đầy tớ cho hai vợ chồng cái người thương buôn này. Cho nên là vì hai vợ chồng này uất ức trong nhiều năm mình dùng cái thủ đoạn mà để mình chiếm đoạt cái tài sản, mà bây giờ á không ngờ cái người lái buôn này nó đã biết được cái rõ cái mưu kế của mình, cho nên bây giờ á tài sản bị mất hết. Khi mà hai vợ chồng này
những cái tài sản của thủ nguồn lên cái chiếc thuyền để chở về quê đó. Thì vì quốc ức quá, hai vợ chồng chịu không nổi, cho nên là mới nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng mà vì luyến tiếc cái tài sản của mình mà trong nhiều năm mình chiếm đoạt của người ta, mà giờ để cho nó lấy hết, cho nên là hai vợ chồng này á lặng hụp để nhìn theo những cái chiếc ghe mà họ chở tài sản đi. Thì rồi với cái tâm mà tham ái vậy, bị tái sanh lại làm con cá, kêu bằng cái loại cá nó giống như là cá heo rồi đó, cá nược đó, là những cái con cá nược ở sông á đó. Thì trong cái những cái bài mà chuyện xưa tích cũ rồi đó, thì họ cũng có nói lên những cái thủ đoạn của những người mà buôn bán làm ăn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bởi vì người ta không có hiểu biết về cái nhân quả nghiệp báo, họ nghĩ họ đâu có biết làm những cái đó là những cái nhân xấu, tích cóp những cái việc bất thiện, những việc ác sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau về sau. Khi mà những người này dùng những cái thủ đoạn xấu xa chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhưng mà vì sao? Cái tâm tham luyến, họ đâu dám xài, họ tích góp, họ gom góp, họ để dành lại á, thì đến khi mà thân hoại mạng chung thì luyến tiếc bám níu vào cái tài sản, cho nên tái sanh vào khổ cảnh. Thì khi mà tái sanh vào khổ cảnh rồi đó, mới biết cái hậu quả tai hại khổ đau. Thì lúc đó đó, cái tài sản thì để lại cho thân bằng quyến thuộc, con cái, con cháu rồi nó hưởng, mà cái nghiệp ác thì mình phải gánh. Cho nên là lúc đó là buồn rầu, uất ức, than khóc. Cho nên khi mà trong đời sống, chúng ta phải tìm hiểu, phải biết rõ về cái nhân quả nghiệp báo trong đời sống. Nhiều người họ có những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng sai lầm, tà kiến, rồi họ làm những cái điều bất thiện mà họ biết. Thí dụ như quý vị cũng thấy có những cái trường hợp thế thiên hành đạo, là bây giờ thấy những ông quan á, ổng dùng thủ đoạn để mà ức hiếp rồi chiếm đoạt tài sản của người khác, rồi bây giờ là nghĩ là bây giờ là mình phải đòi lại công bằng, thế thiên hành đạo, giờ làm ăn cướp đi đến cướp đoạt của mấy ông quan mà tham ô đó, đem cái tài sản này chia cho người nghèo. Thì họ nghĩ là làm như vậy thì không có tội, tại vì mình cướp đoạt, mình không có sai, mình cướp đoạt mình đem mình chia cho người nghèo. Nhưng mà đó, tại vì cái suy nghĩ sai lầm của thế gian là vậy, nhưng mà theo cái nhân quả thì sao? Cái ông kia đã có tội rồi, nhưng dù sao cái tài sản đó là của người đó, thấy không? Bây giờ khi mà mình cướp đoạt cái tài sản này là sao? Là mình đã phạm cái trộm cắp rồi. Tài sản có chủ, có người gìn giữ mà. Bây giờ mình chiếm đoạt, mình cố ý mình cướp lấy những cái tài sản đó. Thành ra là mình cái kẻ trộm cướp rồi. Còn vấn đề mà mình đem mình cho đó, cái chuyện đó là nó khác nữa, không? Thành ra đó, có nhiều cái ở trong thế gian, ở trong đời sống xã hội đó, họ không hiểu biết, sai lầm, rồi họ lún sâu vào những cái nghiệp ác, cho đến khi mà rơi vào
những cái trạng thái, những cảnh giới khổ đau, thì lúc đó đó họ than giảng, khóc than thì nó đã muộn rồi. Cho nên á, chúng ta phải hiểu biết lý nhân quả trong đời sống. Chúng ta sống chân thật, những cái tài sản nào phát sanh bằng cách hợp pháp, bằng sự công sức, sức lực của mình làm ra, nếu mình không nên dùng những cái mánh khóe để rồi mình lừa gạt hay là mình chiếm đoạt của người khác. Thì như vậy là mặc dù là có được một số tài sản trong đời sống hiện tại, nhưng mà cái tài sản này nó phát sinh tại sao? Là phi pháp, nó không hợp lẽ. Mình lừa đảo, mình dối gạt bằng phương pháp này, phương pháp khác để mình chiếm đoạt của người khác. Cho nên là những cái này nó là cái tài sản bất thiện. Thành ra đó, người ta nói là khi mà những cái tài sản mà do những cái phương pháp không đúng đắn mà nó đem đến, thì sao? Tài sản này nó cũng sẽ mau chóng tiêu hoại đi. Cho nên trong đời sống chúng ta phải cố gắng, nỗ lực bằng chính công sức của chính mình, không nên dùng những cái phương pháp bất thiện để mà có được những cái tài sản đó. Thì tích góp những cái tài sản này nó cũng đồng nghĩa với chúng ta chất chứa, tích góp những cái ác bất thiện nghiệp, thì nó không có đem đến cái lợi ích mà nó đem đến cái hậu quả khổ đau trong nhiều kiếp sống tương lai. Thì qua đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật khuyên chúng ta trong đời sống thì mình sống phải đúng pháp, tài sản phát sanh lên một cách hợp lẽ, rồi chúng ta phải biết sử dụng cái tài sản này vào những cái mục đích tốt đẹp. Chúng ta nuôi mạng hàng ngày, lo cho gia đình, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, rồi chúng ta phải biết chia sớt, giúp đỡ những người khổ sở bần cùng neo đơn, chúng ta cúng dường, tạo những cái nhân lành, làm những cái việc lành việc thiện. Thì như vậy thì cái tài sản nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn những người mà không hiểu biết rồi dùng những cái thủ đoạn lừa gạt, hiếp ức hiếp người khác, rồi chiếm đoạt cái tài sản, thì những cái tài sản này là tài sản phát sanh lên là bằng cách phi pháp, thì nó sẽ đem đến những cái điều tai hại. Thì như vậy những cái tài sản này đem đến cái khổ đau. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị giải thích về cái bài học ngạ quỷ sự bài hôm nay. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể can an và kính chúc quý cô nữ cũng như quý phật tử nhiều sức khỏe an vui và có sự hiểu biết để trong đời sống chúng ta tránh những cái ác bất thiện nghiệp, thực hành tạo trữ nhiều công phước báo, gieo trồng những cái nhân lành, những cái thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an vui trong hiện tại và lợi ích tốt đẹp trong những kiếp sống tương lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cái phước báo này cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh cho Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã thuyết giảng cho chúng con bài pháp rất là hay của ngày hôm nay. Dạ, và bây giờ thời gian cũng còn khoảng nửa tiếng, nhưng như xin kính mời chư vị có thể đưa tay để mà hỏi những câu hỏi của mình với sư, hoặc là quý vị có thể chat lên màn ảnh để Nguyên Như đọc cho cả lớp cùng nghe ạ. Hôm nay có rồi, Kevin, Sa Thú Sa Phú Kevin. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đến lại ba ngôi Tam Bảo, con kính đến lại quý sư, con kính chào thầy Ken, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, về câu chuyện ông thương buôn bị vu khống, rồi sau đó vu khống lại ông chủ. Vậy nếu mà ông thương buôn á vu khống ông chủ xong rồi lấy chỉ lấy cái phần mà trước đây mình bị ông chủ đó đánh bị mất thôi, nếu mà ông thương buôn trước đây đã mất 100 đồng đi, bây giờ vu khống cho lại ông chủ và lấy lại chỉ 100 đồng thôi, không lấy thêm nữa, vậy cái đó có bị tội trộm cắp không sư? Dạ, con kính lễ sư. Dạ, con kính xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì cái câu chuyện này đó, cái câu chuyện mà sư kể đó là nó ở trong cái chuyện xưa tích cũ, nói về cái tích mà của hai con gọi là con cá nược. Nhưng mà cái này họ nói theo cái truyền thuyết của thế gian, chứ không phải là theo cái Phật pháp. Chúng ta hiểu vậy. Thì trước kia đó là vợ chồng thủ mùa là chiếm đoạt của rất nhiều cái người thương buôn, trong đó có cái anh, có anh này nữa. Rồi á, cái anh này bị gì, ảnh đã bị người ta chiếm đoạt mất hết tài sản, rồi còn bắt làm đầy tớ nữa, cho nên anh ta này đã nắm được cái mánh khóe của lừa gạt của vợ chồng thủ hùng rồi. Thì bây giờ á, cái này á, khi mà họ cáo quan á thì bắt làm giấy tờ cam kết, mà cam kết là nếu mà bây giờ nếu mà cái tài sản, cái số vàng bạc của ông này đó tìm thấy ở dưới cái thuyền buôn của người này sẽ bị mất hết tài sản, mà nếu không tìm thấy thì cái ông vợ chồng thủ hùng mất hết tài sản. Thành ra sao, những cái âm mưu đen tối, mình lừa gạt, mình chiếm đoạt của người khác thì sao, họ cũng sẽ có những cái âm mưu đen tối để mà chiếm đoạt hết cái tài sản của mình. Thành ra đó, cái tài sản của vợ chồng thủ hồn á là phát sanh lên phi pháp. Nhưng mà đã nói sao, nhân nào quả nấy, do cái tài sản phát sanh lên phi pháp cho nên bây giờ á bị cái phi pháp lấy mất hết, thấy không? Thì đó là theo cái ở ngoài thế gian. Nhưng mà ở theo Phật pháp định luật nghiệp báo thì anh này cũng đã tạo một cái nghiệp xấu rồi. Bây giờ á, như cái anh Nam Cận Trường Nam này hỏi, nếu bây giờ á, khi mà ảnh bây giờ ảnh lấy lại 100 đồng thôi, rồi còn lại ảnh ra giao trả cho ông kia thì không được. Tại sao? Tại vì đã làm giấy cam kết rồi. Nếu mà người nào mà phạm á là mất hết tài sản, mà rõ ràng bây giờ kiếm cái số vàng đó không có,
Bị gì hôm nay ổng nó biết, ổng đem theo mấy người thợ nấu tẩu tán hết rồi à, cho nên bây giờ kiếm ở dưới cái thiền buôn này không có. Cho nên là theo cái cam kết, cái vợ chồng thủ phù phải mất hết cái tài sản. Anh này đứng về cái góc độ mà thế gian, anh này không có phạm tội. Tự ông tự nguyện, ông làm giấy cam kết ông ấy mà, thấy không? Anh này đâu có áp đặt gì ông à. Cho nên á, nếu anh này biết à, thì đem cái tài sản đó ra để phân phát à, trả lại cho những cái người mà lái buôn mà xưa kia bị ông này chiếm đoạt à, lừa gạt đó à, để trả lại, giúp đỡ lại cho người ta để có phương tiện để người ta sinh sống à, rồi à, trả cho người ta về cái đời sống với gia đình, không có phải làm nô lệ tâu tớ cho ông nữa à, thì cái đó là nó cũng có cái phước à. Nhưng mà ở thế gian mà ai hiểu được à, cho nên mà khi mà à, giống như những cái người mà đánh bài đỏ đen như vậy, không? Họ dùng những cái trò bịp bợm, họ tráo bài à, họ dùng cái chiêu thức không có đàng hoàng, không có chân chánh à, thì khi mà họ thắng được, họ có tiền thì họ ăn xài rồi ấy cho thỏa thích, chứ họ đâu có biết mà làm những cái việc mà việc khác đâu. Tại vì khi đó mê vô cái tài sản thì sao, dính mắt tham đắm vô đó là phiền não, là vô minh rồi à, thì làm sao mà nó có trí tuệ để mà thấy, để mà làm được cái những việc lành, những việc thiện được, thấy không à, đó. Cho nên á, chính vì đó mà cứ bị trói trăng trong cái dòng dây à, quẩn quanh trong cái dòng sanh tử luân hồi à, đó. Cho nên á, chúng ta học hiểu về Phật pháp, hiểu về định luật nghiệp báo à, lần hồi chúng ta mới xa lìa, tránh xa những cái phi pháp à, thực hành những cái con đường chánh pháp à, thì từ đó chúng ta sẽ thoát khỏi những cái nghiệp xấu, những cái tai hại khổ đau à. Còn nếu mà à, những chúng sanh phàm nhân ở trong thế gian à, vì đắm nhiễm chấp thủ à, rồi không phân biệt được cái nào là chánh pháp, cái nào là phi pháp, thì sao, họ cứ bị chìm đắm, dính mắc, trói buộc trong các cái phi pháp mà phải trôi lăn trong khổ đau sanh tử luân hồi à, thậm chí còn phải rơi vào những cái khổ cảnh đó. Thì cũng xin chia sẻ giải đáp cái thắc mắc. Chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy á. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư Pháp Thanh. Dạ tri ân Kevin đã có câu hỏi để cho lớp được cùng nghe theo. Dạ bây giờ Nguyên Như xin mời chư vị. Chị Hà ơi, chị Hà có câu hỏi gì nữa không? Chị Hà có thể giơ tay lên để hỏi nha chị Hà. Không biết Nguyên Trang có câu hỏi gì không ạ? Nhường mic lại cho chị Hà nha, sa thú. Dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ thưa sư, con không có câu hỏi về bài học, nhưng mà con có cái câu hỏi về cái kinh đọc đó thưa sư. Cái phần hồi hướng á, con thấy có cái phần chia phước, thì con hiểu thì nếu mà mình hồi hướng á, thì cái người mà nhận cái quả hồi hướng thì phải hoan hỷ, còn có người cho cũng hoan hỷ thì nó mới thành tựu. Còn cái phần chia phước thì nó cũng giống như vậy thưa phải không ạ?
Có nghĩa là cái người mà được cái người làm việc thiện cho phước á, thì họ cũng phải biết và hoan hỷ thì họ mới làm nhận được cái phần chi phước đó, phải không ạ? Dạ con kính trao mic lại cho sư giảng dạy ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư công đức như chào tất cả quý Phật tử. Thì thật sự ra đó, chúng ta khi mà chúng ta hồi hướng, chúng ta chia phước, thì nếu mà ai quan hỷ, ai có tâm quan hỷ với các cái thiện pháp, ai hướng đến, thì họ mới nhận được. Giống như bây giờ trời mưa, thấy không? Trời mưa mà người ta không có đem những cái dụng cụ thao, xô, thùng ra họ hứng thì làm sao mà họ có nước mưa được, thấy không? Đó. Bây giờ chúng ta có gạo thóc thằng kia nọ, chúng ta muốn làm phước, chúng ta đem kêu gọi ai có, tôi có gạo nè, giờ tôi muốn cho nè, có ai cần không? Ai nếu mà ai cần thì đến đây nhận. Nhưng mà những người này nó nói, trời tôi đâu cần, thôi tôi đủ ăn rồi. Thì người ta đâu có, người ta không muốn nhận thì người ta đâu có nhận được. Đó. Cho nên cái chúng ta chia phước là để chúng ta thực hành mở rộng cái tâm từ đối với những chúng sanh khác. Còn cái việc mà chúng sanh đó có nhận hay không nhận là quyền của người ta, không? Bây giờ cái bổn phận của mình á, ráng mình làm việc đi, mình có của cải để mình lo cho bản thân mình trước. Còn vấn đề á, mình giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, thì tùy nó thích thì nó sẽ nhận cái sự giúp đỡ của mình. Còn họ không thích thì thôi, thấy không? Cái việc mình làm phước, cái phước đó là của mình. Còn vấn đề mình có tâm từ, mình muốn chia phước, hồi hướng đến những chúng sanh khác, thì những chúng sanh nào có duyên lành là những người thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp của mình, những chúng sanh đó họ hướng đến, họ mong để họ nhận được, thì họ sẽ nhận. Còn những chúng sanh mà họ không có mong cầu, họ không hướng đến thì họ đâu nhận được. Bây giờ cô thấy nha, ví dụ như bây giờ có một cái buổi tiệc đám cưới đám hỏi gì đó, không? Cô nghĩ những người này, người bạn mình này, thế này thế kia, cô mời người đó đến dự tiệc. Cô đưa cái thiệp, thấy không? Cái việc chuẩn bị thì cô chuẩn bị xong rồi. Nếu người họ đến thì sẽ tiếp đãi bằng vật thực rồi này kia, thức uống thế này thế nọ, chỗ ngồi kia. Nhưng mà có nhiều khi họ không quan hỷ, họ nhận thiệp họ nhận nhưng mà giờ họ không đi đó. Thành ra đó, họ đâu có thưởng thức được những cái vật thực mà cô đã chuẩn bị cho cái buổi tiệc, đúng không? Thành ra đó, bây giờ mình có lòng tốt, mình muốn mời bạn bè, thân bằng quyến thuộc vậy đó. Nhưng mà ai quan hỷ tới dự thì mình tiếp đãi đầy đủ thức ăn, thức uống này kia. Mà họ không tới thì thôi, thì cái sự chuẩn bị đó thì mình để mình dùng vậy đó. Cái phần hồi hướng thì nó khác với cái vấn đề mà những cái người mà họ đi đền đi miếu rồi họ đem lễ vật đến, họ gian giái, họ cúng bái cầu xin là nó khác. Còn mình á, mình do mình lễ bái tam bảo rồi mình thực hành những cái việc thiện điều lành, mình có phước
và mình hồi hướng chung đến chư thiên, đến tất cả chúng sanh, thì ai họ có tâm hoan hỷ, họ hướng đến thì họ sẽ nhận được. Nước mưa từ trên trời rơi xuống mà, cái pháp nó là vậy á, tự nhiên. Còn ai thích uống nước mưa, thích sử dụng nước mưa thì đem thùng, đem thao, đem xô ra, họ hứng thì họ có để họ sử dụng, còn không thì mưa nó vẫn là mưa, không ảnh hưởng gì tới nó hết. Thì trong đời sống thì chúng ta thực hành theo những cái thiện nghiệp, hồi hướng đến tất cả chúng sanh, ba giới bốn loại, tùy duyên nghiệp mỗi chúng sanh, ai có thể có điều kiện hướng đến thì họ nhận được, còn không thì cái phước của mình làm thì nó vẫn trọn vẹn của mình. Nam mô Bụt Thầy á, và chúc con nhiều sức khỏe an vui. Xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của sư. Dạ, con thấy anh Mỹ có bàn tay. Dạ, nguyên xin mời anh Mỹ nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Ca. Dạ, con kính. Dạ, cho con xin thêm một câu hỏi nữa. Là câu chuyện này là nói về một người bị vu khống, và đặt trường hợp đó cho Phật tử chúng con. Thì nếu mà một khi mà Phật tử chúng con mà bị vu khống thì cái tâm rất là sân hận, mà nếu mà Phật tử chúng con mà không có tác ý khôn khéo, không có coi cái đó là cơ hội để mà tu tập đó, thì tâm của chúng con sẽ là rất là sân hận và đang vung bồi tạo nghiệp bất thiện. Vậy xin hỏi sư, chúng con cần phải tu tập như thế nào để mà xoay cái pháp này, để mà coi cái đây là một cái cơ hội tốt để mà tu tập, để là một là nhận thấy được cái bản chất của cái tâm bất thiện của mình, có nghĩa là nhìn thấy được nó và hiểu được mình là con người như thế nào rõ ràng hơn và sâu sắc hơn. Hai là để mà hướng thượng, để mà vung bồi cái trí tuệ của mình, để mà buông bỏ những cái tâm sân hận này. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Kính lễ chư Tôn Đức và chào tất cả quý Phật tử. Thì thật sự ra đó, trong đời sống, cái vấn đề mà mình bị người ta vu khống, mà nói xấu, vu oan gì đó, thì cái chuyện này thì nó chắc không phàm nhân mình không ai tránh khỏi. Không, quý vị thấy đến mà Đức Phật họ còn bôi nhỏ, họ vu khống đủ thứ chuyện đó. Chứ đừng nói tới cái loại mà phàm nhân của chúng ta đó. Thì mình thấy vậy đó, rồi mình phải có cái suy tư chân chánh. Mình biết đó, mình hồi đó cũng trời thần đất lỡ, mình cũng tạo nhiều những cái nghiệp xấu, cho nên mình hồi đó mình cũng vu khống, mình cũng bôi nhọ, mình cũng nói xấu người ta, cho nên bây giờ cái quả nó đến với mình. Thì thôi, bây giờ mình mỉm cười, mình kham nhẫn, chấp nhận, để mình trả được cái một cái mối nợ. Thấy không? Thì như vậy sẽ tránh đi được những cái tai hại, cái hoàn trái, hoặc là
mình suy tư chân chánh. Nếu mà thật sự ra cái việc này mình không có, nhưng mà khi mà người ta cố tình người ta bôi nhọ, người ta nói xấu, người ta ấy thế này thế khác, thì bây giờ á họ sẽ gánh lấy cái hậu quả, thấy không? Đó. Nhưng mà mình mà muốn thực hành được cái này nó cũng rất là khó. Đòi hỏi chúng ta phải có cái tâm nhẫn nại, tâm kham nhẫn rất là mạnh mình mới thực hành được. Tại sao? Tại vì cái sự kham nhẫn chịu đựng trước những cái phong ba bão táp của đời sống, của tám ngọn gió đời, mình còn phàm nhân, có lúc mình cũng có cái sự kham nhẫn chịu đựng, nhưng mà cái sự kham nhẫn chịu đựng của mình nó có mức độ, chứ không phải như các bậc thánh lậu tận. Cho nên á, có đôi lúc vì mình cũng thiếu cái sự kham nhẫn, cho nên mà mình phản ứng lại. Nhưng mà khi mà mình phản ứng lại á, là sao? Thì quan quan tương báo bắt đầu á, nó chất chồng nữa. Thì quý vị đọc cái câu chuyện mà về ông vua Quý Đu Đá Phá, ổng truy sát cái dòng Thích Ca. Thì cái thời quá khứ dòng họ Thích Ca là một cái số dân làng, còn Quý Đu Đá Phá và cái binh lính của ông á là những cái con cá trong cái hồ. Thì một bữa đó là dân làng này họ súng nhau xuống dưới hồ đó, họ tát, họ bắt cái cá, bắt cái số cá này về để họ ăn uống. Đó, chia nhau ăn uống vui say. Do cái nhân bất thiện này, đến cái thời kỳ Đức Phật thì những chúng sanh này gặp nhau để mà trả nghiệp. Nhưng mà đó, những cái người dân làng là trở thành dòng tộc sắc cái dáng này. Có những người họ đã chứng đắc những cái tầng thánh hữu học, Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm rất là nhiều. Thì khi mà Quý Đu Đá Phá đem quân truy sát cái dòng Thích Ca đó, thì cái này nó là quan quan tương báo trả nghiệp. Nhưng mà vì Quý Đu Đá Phá không biết, đâu phân biệt được các cái vị nào đã chứng đắc quả thánh, cho nên là cứ dòng Thích Ca là tàn sát hết. Cho nên cái vừa đòi được cái nợ cũ mà tạo thêm cái ác nghiệp mới. Bởi vì hồi xưa đó, cái vị này đó, họ tạo tác cái đó là phàm nhân, nhưng mà cái đến lúc cái hiện tại này á, là họ đã trở thành bậc thánh nhân rồi. Cho nên á, quân lính của Quý Đu Đá Phá giết là giết các cái bậc thánh hữu học, cho nên là phải trả cái nghiệp ác. Mà khi mà giết các cái bậc thánh nhân thì cái quả nó rất là nặng nề. Cho nên á, vì cái nghiệp nặng này đó, nó thiêu đốt Quý Đu Đá Phá và binh lính bị nóng nảy, nóng bức chịu nổi, cho nên là đi xuống dưới cái bờ sông á, đóng quân, tính là ở dưới cái bờ sông á, đặng cho cái gió, cái hơi nước rồi nó mát. Nhưng mà do cái ác nghiệp đã giết các bậc thánh nhân, cho nên phải trổ quả trong kiếp sống hiện tại. Nên là có một cái trận mưa thật lớn ở trên đầu nguồn, và khuya đêm đó thì quân lính ngủ say và bị nước cuốn trôi ra biển hết. Thành ra sao? Quan trái chất chồng, đòi được cái nợ cũ mà tạo thêm cái nợ mới nữa. Đó,
Thành ra khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, đối với những cái sự bị vu khống như thế này khác, thì chúng ta phải dùng suy tư chân chánh, sự kham nhẫn, rồi hiểu biết về Phật pháp, với trí tuệ đủ mạnh thì mình mới có thể đối kháng được. Rồi có những sự việc, mình cũng kham nhẫn, mình chịu đựng. Như nãy chị nói, cái phàm nhân mình á, cái mức độ mình chịu đựng, sự kham nhẫn mình nó có giới hạn, đúng không? Mà người ta đâu có biết đâu. Mình bị trù dập một lần, hai lần, ba lần, mình kham nhẫn. Nhưng mà sao? Nó thấy được nước cho nó làm tới. Tới lần thứ sáu, thứ bảy, mình chịu không nổi. Mình phản ứng lại. Mình phản ứng lại nó. Nó tu hành mà nó dữ quá. Thế này thì khác. Không? Người đời họ đâu biết đâu. Họ đâu biết cái vấn đề nó như thế nào. Họ chỉ thấy cái trong hiện tại, rồi bắt đầu họ lên tiếng, họ phê phán. Thì ở đây sư lấy cái sự việc mà xảy ra ở bên Miến Điện để minh chứng của gì thấy. Ở Miến Điện á, thì nó có những cái người mà Ấn Độ đi qua ở Miến Điện, thì những người này theo Hồi giáo. Mà cái số Hồi giáo này đó, lâu lâu những cái khi mà chư tăng nhập hạ đó, thì nó trùng với cái những ngày lễ gì của bên Hồi giáo á, cho nên là lâu lâu á là nó hay vô những cái chùa làng. Thì quý vị biết là những cái chùa làng ở trong cái vùng thôn quê xa vắng, ít có Phật tử lui tới lắm. Cho nên nó lén lén ban đêm là nó vô, nó giết mấy ông sư. Giết mấy ông sư rồi thì sáng hôm sau thì nhiều khi là Phật tử là không thấy mấy vị sư đi trì bình, đi bát. Hoặc là người ta đem đồ điểm tâm sáng lên chùa để dâng cho chư tăng gì đó, thì khi lại chùa mới thấy mấy ông sư bị giết chết hết rồi. Thì mấy người dân làng này á, biết chắc là cái đám mà cái bên cái làng Hồi giáo này nó giết chúng ai á. Nhưng mà nó giết mấy ông sư á, thì âm thầm không ai thấy. Đến chừng mà người ta tức quá, người ta phản ứng lại, ta đi xuống dưới làng, ta đập phá ở bên cái làng Hồi giáo, thì sao? Thì bị lính chính quyền rồi kia nó bắt cái ban đầu mấy người dân bên này đó, họ mới nói tại sao mà nó giết mấy ông sư á, mấy ông không bắt nó, không xử tội nó, mà bây giờ mấy ông bắt tôi, nó giết mấy ông sư không có quả tang, không có chứng cứ. Còn mấy người mà đi lại đập phá nhà cửa của người ta, đập phá bên cái nhà thờ Hồi giáo là có chứng cứ rõ ràng. Đó. Thành ra vì cái sự kiện này nè, mà ở bên Miến Điện nó xảy ra hoài. Tại vì nó lâu lâu cái nó rình á, ban đêm ban hôm nữa, tại vì nó giết mấy ông sư. Mà nếu mà mình là người Phật tử, mình không có hiểu biết, không có sự kiềm chế, không có kham nhẫn, thấy không? Mình phản ứng lại theo cái bản năng, thì mình dính vào cái mưu kế của nó đó. Mà cái sự việc này nó xảy ra mấy điện hoài nó không biết nó có thù quán gì vậy. Cứ lâu lâu là bắt đầu nó giết một vài ông sư, rồi cái Phật giáo mình nó bùng nổ lên biểu tình, rồi hai bên xô xát. Thì khi mà xô xát ra là
là chính quyền với lính cảnh sát nó bắt. À, nó bắt thì là cái sự việc nó càng bùng nổ lớn lên nữa. Đó. Thành ra đó, chúng ta kham nhẫn chịu đựng với trí tuệ, với hiểu biết, thì chúng ta sẽ giải tỏ những cái quan trái, những cái nghiệp chướng. Còn nếu mà mình không khéo, mình phản ứng lại theo cái bản năng thì sao? Thì quan quan tương báo chất chồng, thành ra nó càng khổ. Cho nên là chúng ta phải suy tư chân chánh với trí tuệ, hiểu biết, thì chúng ta sẽ vượt qua. Còn nếu mà chúng ta phản ứng lại thì sẽ làm cho cái quan trái nó nặng nề chất chồng nhiều thêm. Nhưng mà đó, khi mà chúng ta thấy một cái sự kiện, một người mà có những cái đó, thì mình cũng phải suy xét. Cái người này họ cũng đàng hoàng lắm, không lý mà họ như vậy, chắc là cũng bị người ta cũng áp chế rồi cũng nhiều lần. Cho nên cái sự kham nhẫn ta không chịu đựng được, người ta mới phản ứng lại. Mình cũng phải dùng trí tuệ mình, lý trí để mình suy xét, để mình thấy được. Chứ mình cũng không nên kết luận một cách vội vàng. Nên thường thường là nói ngay cái đoạn đó thôi, chứ cái đoạn trước á không bao giờ người ta đề cập. Thấy không? Giống như sư nói vậy đó. Đó. Bây giờ á báo chí đâu đưa lên nó nói cái hai bên giữa Phật giáo Hồi giáo là chọn nhau, những người dân làng này vô nhà thờ Hồi giáo đập phá rồi kia bên Hồi giáo. Nhưng mà nó đâu đưa tin mấy ông sư ở chùa làng bị giết đâu. Cho nên cái dư luận ở bên ngoài họ không có hiểu được. Họ phê giá hát, nói trời ơi, mấy người tu theo Phật giáo là Phật tử mà còn hung dữ, đi vô mấy nhà thờ Hồi giáo, làng Hồi giáo rồi đập phá của người ta, bị cảnh sát, bị lính bắt là vừa. Người ta thấy cái nguyên nhân lúc đó mà người ta không thấy cái nhân trước đó nó xảy ra như thế nào. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái quan trái, nếu mình ráng mình kham nhẫn, mình dùng trí tuệ suy tư chân chánh, mình vượt qua được thì mình sẽ an ổn. Còn nếu mà phàm nhân có đôi lúc thì mình cũng không có dễ mình vượt qua đâu. Nó đòi hỏi một cái sự tu tập với sự kham nhẫn trí tuệ rất là cao thì chúng ta mới vượt qua được. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập thì rồi cũng sẽ có ngày chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy bảo của sư Pháp Thanh. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ. Nguyên như con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sauti. Và vâng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng,
Các sư thánh lợi thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tạ sanh ti quy hà ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tạ hình ta hình ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca đa na pa tiêu pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni cang tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha pung ra la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng ga tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bồ nê ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai tối thứ ba và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những bài học về vi diệu pháp của thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.